Thì khi mà anh lên bờ thì anh sẽ làm cái công việc gì anh Hiếu? Biết tại có đồ nghề đi hàng, đi nhà tiền chế với lãnh sơn hàng rào đó, rồi đi làm trên bờ, lãnh ai mướn hàng thì đi hàng. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ tiếp tục quay lại hoàn cảnh của nhà anh Hiếu, người mà có khả năng bắt cá bằng tay không ở dưới sông Vàm Nao. Thì hôm nay thì là một ngày khá đặc biệt với Bùi Hồ khi được nhận một cái khoản tiền khá lớn từ Mạnh Thường Quân là cô Tư ở ở Mỹ hỗ trợ anh Hiếu để anh có thể từ nay về sau anh sẽ không lặn bắt cá ở dưới sông nữa mà anh chuyển sang bờ anh làm. Cô Tư thấy được cái độ nguy hiểm của nghề lặn bắt cá này là thứ nhất. Thứ hai là cô muốn anh bớt sát sanh lại và chuyển một cái nghề nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh gia đình của anh hơn. Thì hôm nay thì trước khi đến đây thì Bùi Hồ cũng đã có điện cho anh Hiếu và anh Hiếu ngồi ở đây. Thì hôm nay thì mời cô bác quý anh chị cùng nghe Bùi Hồ cùng anh Hiếu tâm sự nha anh Hiếu nha. Dạ em chào anh Hiếu. Thì hôm nay thì em quay lại cái hoàn cảnh của mình. Thì trước đây thì những ở video clip trước đó thì anh có nói với em rằng là khi nào hết nợ thì anh sẽ bỏ cái nghề bà cậu, cái nghề gọi là hạ bạc, khô dầm là hết tiền. Thì hôm nay thì anh có thể nhắc lại những cái lời anh hứa trước cho em nghe được không? Thì lúc cũng có hứa là nói hoàn cảnh mưu sinh về sông nước nó khổ quá mới làm, nếu có ai giúp đỡ thì lên bờ kiếm chuyện trên bờ mằng cho nó thanh thản cuộc đời, chứ ở dưới sông thì nó cũng rất nguy hiểm. Giờ nhờ cô Tư đó giúp đỡ thì nếu Rồi, muốn tới đó lên bờ để mưu sinh sống hàng ngày với hàng chiếc xe đẩy cho vợ bán cháo trắng lạch quạch dạ. để sống. Anh em tâm sự với nhau á thì anh nói là nếu được thì anh sẽ hàn một cái chiếc xe đẩy để cho chị có thể bán cháo trắng với lại cháo đậu đen vào mỗi buổi sáng. Anh thì có thêm một cái nghề gọi là cái nghề hàn. Thì anh Hiếu thì cho em biết thì hiện nay thì cái số khoản nợ của mình là thiếu là khoảng bao nhiêu tiền nữa? Thì tầm cỡ 19 triệu là dứt nợ hết. Ừ. Nếu như mà anh nói dứt nợ thì anh sẽ lên bờ. Thì khi mà anh lên bờ thì anh sẽ làm cái công việc gì anh Hiếu? Biết tại có đồ nghề đi hàng, đi nhà tiền chế với lãnh sơn hàng rào đó, rồi đi làm trên bờ, lãnh ai mướn hàng thì đi hàng. Dạ. Còn chị thì hiện nay là em biết là chị hiện nay không có làm cái công việc gì hết anh. Không có làm cái gì, ở nhà chỉ chăm sóc mấy con gà, mấy con vịt không, chứ chưa có cái việc gì là hết. Dạ. Ở hổm gầy thì anh có đi mò cá nữa không? Không, đem máy đồ tháo lên bờ dẹp hết rồi. Ồ sao Tại vậy? nước cái này quá nhiều, nguy hiểm quá, sóng gió. Đem xuồng gỡ người ta với máy tháo lên nhà luôn. Ừ. Nếu như mà mình hàn chiếc xe cho chị thì khoảng bao nhiêu tiền? Cỡ 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu đồng, với lại 19 triệu là 24 triệu. Nếu như mà bỏ cái nghề này thì anh có cảm thấy mình buồn lắm không? Không đâu, nếu mà dứt nợ thì ở trên mằng vợ đi cháo bán cháo trắng, rồi mình mặc quạch quạch thì nó sống qua ngày nó cũng có dư rồi, đâu còn sợ nợ nữa, nó ngủ là hết, còn gầu rĩ vụ nợ nữa, Hết nợ là ngày 100 200 sống hai chồng sống cũng được. vậy thì nếu như mà anh nhận được một cái khoản tiền hỗ trợ thì anh sẽ trả nợ, trước tiên là trả nợ Trả nợ và phải dứt đóng đóng cho chị một cái chiếc xe xe đẩy đẩy và anh nghỉ mò luôn, nghỉ luôn, nghỉ từ nay về sau là nghỉ mò cá luôn, nghỉ bán nghỉ bắt ốc gì hết. nghỉ luôn hả? Ừ, còn cái xuồng nó để đó như là như đám tiệc đám giỗ rồi ông bà rồi đó, anh em rủ đi mò mớ cá vô cúng mâm chiều gì đó là đi lặn bạn hơ vô chứ không có đi luôn, không có sống nghề đó nữa. Hôm nay thì cô bác của anh chị cũng như là Bùi Hồ thay mặt cô Tư anh Hiếu cũng đã trả lời thì sau khi được số tiền ủng hộ này thì anh Hiếu sẽ ngưng mò cá và ốc để mà bán ra cho người ngoài. Những ngày mưa gió anh không đi làm á thì anh sẽ mò những cái con cá để mà ăn sinh sống qua ngày thôi. Thì đây là cái nghề bà cậu nên anh nói thì mong mọi người sẽ hiểu cho anh hơn. Tại vì cái nghề này thì làm cũng không dư anh Hiếu hả? Không dư mà nhiêu tiền cũng khô dầm là hết rồi. Ừ. Thì trong những video clip trước đó thì có rất là nhiều người xem ủng hộ đồng tình về cái tài của anh nè. Cũng có những ý kiến trái chiều nhưng mà về cái tài lặn bắt cá của anh thì không cần phải bàn cãi. Còn về nợ của anh đó thì có một Mạnh Thường Quân, đó là gia đình của cô Tư ở Mỹ.
gửi cho anh số tiền là ủng hộ là 1.500 đô. Thì hôm nay thì em sẽ giao cho anh. Thì mình sẽ, cô cũng có nhắn nhủ lại với em á, là nói với anh là tiền này thì thôi mình trả nợ một phần nào đi, còn phần còn lại thì khoan hãy đổi ra, tại vì đô này nó có giá trị gì đó. Thì cô nhắn lại với em, hôm nay giờ này thì cũng ở Mỹ thì cũng khuya rồi nên em không tiện điện cho cô. Hôm nay em sẽ bàn giao cho anh cái số tiền là 1.500 đô nha, là tương ứng em sẽ không đổi ra tiền Việt mà em sẽ đưa cho anh luôn. Thì mai mốt anh có đi đổi đó thì anh ra tiệm vàng, tiệm vàng để mà anh đổi, sau đó xoay sở chi trả cho mọi người để mình cho có một cái cuộc sống tốt hơn. Khi nào mà anh đóng xe đẩy cho chị? Thì hiện giờ cũng đang làm nhà ra cứ 2-3 ngày rồi là mua sắt làm luôn. Khi nào anh đóng xe đẩy thì em sẽ quay trở lại, quay cái chị bán cháo cho mọi người xem. Và đây là cái số tiền 1.500 đô Mỹ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là 15 tờ, là 1.500 đô. Thì em sẽ gửi cho anh nè. Đây là cô có dặn á, là tiền này thì anh không được gấp lại nha. Là thứ nhất, cái thứ hai là khi anh cần thì anh hãy đổi ra. Một tờ như vậy thì hiện nay có giá là 2.310.000 đồng. Thì đây em thay mặt cô Tư ở Mỹ gửi cho anh. Anh có muốn nói lời nào không? Thì cũng cảm ơn cô Tư giúp đỡ cho lên bờ, sống cho nó thoải mái hơn chút. Dạ. Rồi có lời nào? Số tiền này là rất là mừng với đối gì với quê mà hồi nhỏ lớn rồi mới được cầm số tiền này thôi. Cũng cảm ơn cô Tư rất nhiều. Đếm lại con cho được đúng không? Đưa cao lên đếm cho mọi người thấy. Mười lăm tờ là 1.500 đô đó. Anh có lời hứa nào nói với cô Tư nữa không? Thì cũng cô Tư dặn bớt sát sanh thì giờ mình cũng phải là theo lời cô Tư giúp đỡ, vậy là cũng nghỉ làm bớt, không có làm nữa. Dạ. Thì hôm nay thì quay cái clip này thì em sẽ không đi theo anh mò cá nữa, và em sẽ không quay clip anh mò cá trên sông nữa. Cái thứ hai là em nói với anh thì hôm nay thì giúp cái hoàn cảnh anh như thế này thì em cũng rất là vui. Nói chung là cũng vui cho anh thì anh đã thoát nợ. Nhưng thì em cũng nói luôn, thì nói trên clip này thì hôm nay thì anh Hiếu nhận được cái phần hỗ trợ này thì anh rất là mừng. Hôm qua thì anh cũng ngủ không được, và hôm nay thì về thì có điện anh về, anh hỏi về đến đâu rồi, tại vì lòng anh cũng rất là nôn nao. Anh Hiếu ơi, hôm nay thì em cũng nói ở trên đây luôn, từ nay về sau thì mọi người hỗ trợ cho anh á thì em sẽ không nhận nữa. Tại vì và em sẽ ngưng nhận cái phần tiền hỗ trợ, nếu như mà Mạnh Thường Quân ngưng có hỗ trợ thì em sẽ ngưng nhận nha. Em sẽ dành những cái phần khác, phần đó cho những cái người khác nữa. Anh có buồn không? Đâu có buồn gì đâu, tại mình cũng trông cho dứt nợ thôi, còn nhiều người khổ hơn mình nữa mà. Dạ. Thì cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video là clip. Xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn cô Tư Việt Kiều Mỹ đã, gia đình cô Tư đã ủng hộ với số tiền là 1.500 USD, đã hỗ trợ anh Hiếu vượt qua hoàn cảnh khó khăn này để anh có thể lên trên bờ lập nghiệp và cái sự nguy hiểm nó sẽ bớt đi. Rồi em chào anh nha, chúc anh sức khỏe nha. Cảm ơn em.